Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một cái đầu đầu 3.5. Em xin lỗi, đây chính là cái đầu rắc 3.5 loại xịn các bác nhé, loại xịn luôn. Thì bây giờ thì chúng em sẽ bóc cái hộp này ra, bóc cái túi ni lông này ra để chúng ta sẽ đánh giá chi tiết. Vâng, thì đây chính là sợi, nhìn màu vàng rất là đẹp đúng không ạ, nhìn rất là đẹp, ống ánh rất là đẹp, cái chất lượng rất là tốt nha các bác nhé. Thì khi mà các bác mua về mà chúng ta cắm vào những cái bộ dàn âm thanh, nó sẽ làm nổi bật cái bộ dàn âm thanh rất là nhiều và cảm giác nhìn nó rất là chuyên nghiệp đúng không ạ, bởi vì cái sợi dây này chính là cái sợi dây 3.5 loại xịn. Các bác nhìn này, loại xịn bao giờ nhìn nó khôn hơn đúng không ạ. Và cái này, cái đầu rắc AV, đầu rắc 3.5 này thì cho phép chúng ta có thể là tự hàn nhé các bác nhé, tự hàn, dù chúng ta có thể hàn tới những cái dây tín hiệu bãi này rất là xịn sò. Đó. Rất là nhiều loại dây tín hiệu các bác nhé. Đây, cái này một đống luôn. Thì các bác mà yêu cầu em hàn cái dây nào thì chúng em sẽ hàn cho các bác cái dây thế. Thì bên em thì dây tín hiệu rất là nhiều, hàng bãi, hàng mới đều có hết nhé. Đó. Thì là đây chính là cái nó sẽ phù hợp với những cái đầu AV, hoặc là những cái dây này nó phù hợp với đầu AV, đầu 3.5 hoặc là dây Canon 6 ni đều được hết nhé các bác nhé. Thì bây giờ thì em sẽ tháo cái này ra. Đó. Thì em đã tháo ra rồi này các bác này. Thì các bác có thể nhìn này, rất là đẹp nhé. Đó. Màu vàng từ bên trong ra bên ngoài. Đó. Từ trong ra ngoài luôn. Đây chính là cái đầu chúng ta có thể đút dây vào nhé các bác nhé. Đầu đút dây vào. Đó. Thì tiếp theo thì chúng ta có thể thấy đây là một cái ống nhựa người ta bọc cho chúng ta. Đó. Giúp nó không bị nóng cái đầu nhé bác nhé. Khi mà chúng ta sử dụng người ta có lớp nhựa này thì nó sẽ không bị nóng cái tay cầm này. Đó. Thì em đã bóc ra này. Đấy. Hàn rất là dễ đúng không ạ? Rất là dễ. Nếu như các bác mua đầu không, bọn em cũng bán nhá. Nếu như các bác mà muốn mà chúng em hàn luôn cho các bác thì chúng em hàn luôn cho các bác, không sao cả. Bởi vì bên nhà em là có đồ sẵn rồi ấy. Máy hàn rồi thiếc là có đầy đủ hết rồi, nên là cũng muốn tiện cho các bác. Đó, là muốn hàn luôn cho các bác. Và tất cả những cái gì chúng em hàn thì chúng em đều không có tính công nhé bác nhé. Tất cả chỉ là hộ các bác thôi. Chứ các bác mua đầu mấy dây về xong rồi về lại phải đi mượn máy hàn hoặc là đi nhờ thợ hàn thì rất là phiền đúng không ạ. Nên bên em thì sẽ nhận hàn luôn cho các bác. Và hàn đây là hàn hộ nhé bác nhé. Hàn hộ không hề tính công, nên các bác yên tâm. Đó, nên các bác chỉ đặt bao nhiêu cái đầu bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái đầu rắc này bao nhiêu tiền và bao nhiêu mét dây bao nhiêu tiền thì bác chỉ được thanh toán gần đó thôi. Đó, còn cái công hàn của em không tính, đây chúng em chỉ tính là hàn hộ các bác thôi, vì nhà đồ có sẵn này, thợ cũng chơi suốt này. Đó. Thì là đây chính là cái đầu đó. Và thưa các bác, em lấy cho anh một cái. Thưa các bác thì đây cái này em sẽ giới thiệu chi tiết hơn, em lắp cái này vào cho anh. Để anh giới thiệu cái này. Vâng, thưa các bác, thì tại sao người ta có cái lò xo như thế này thì các bác có hiểu ý đồ không ạ? Là chúng ta thứ nhất là nó sẽ chống được cái co giãn nhé. Ví dụ như là các bác mà bị kéo ra, nó có cái lò xo này thì nó sẽ giúp các bác là đàn hồi, nó không bị căng cái dây, nó không bị đứt cái mối hàn bên trong. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai của người ta làm là thường thì các cái sợi AV, sợi dây ấy, thì nó sẽ bị đứt cái đầu góc này đúng không ạ, bởi vì là chúng ta gập như thế này thì nó sẽ bị đứt. Thế nhưng mà khi mà các bác có cái lò xo này thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng đứt dây của các bác nhé. Đó. Nó nâng cái tuổi thọ của cái sợi AV này lên rất là cao, lên rất là nhiều. Đó. Thế nên chúng ta sử dụng thoải mái, không sợ bị đứt, không sợ bị gãy. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Cảm giác chúng ta cầm rất là chuyên nghiệp. Đó. Rất là chuyên nghiệp mà giá rất là rẻ nhé. Đó. Thì các bác mà quan tâm thì cứ để lại bình luận bên dưới thì nhân viên kỹ thuật bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số điện thoại 0978 503 822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Thì em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Và các bác nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.